Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DMEO. Nếu như là fan của dòng game Resident Evil thì có lẽ chúng ta đã không quá xa lạ về cái tên Raccoon City. Đây có lẽ là một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở trong dòng game này nói riêng, cũng như là một trong những thành phố được biết đến nhiều nhất trong thể loại game kinh dị nói chung. Vậy thì trong video này, hãy cùng mình và Blackwood đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở thành phố Raccoon. Đầu tiên như thường lệ thì hãy cùng đến với một số thông tin tổng quan về thành phố này. Nó được thành lập vào năm 1968 và ở thời điểm biết đến ở trong tựa game là có dân số trên 100.000 người với vị trí là giữa miền Tây Hoa Kỳ. Một số thông tin cơ bản về cơ sở hạ tầng và vận tải chúng ta có như là hệ thống vệ tinh liên lạc vô tuyến, quốc lộ cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt. Tổ chức đại diện của thành phố này đó chính là tập đoàn Umbrella mà tí nữa chúng ta sẽ nói chi tiết một chút. Và những hoạt động chính mà Umbrella thực hiện ở trên thành phố này gồm có nghiên cứu y dược phẩm, chế tạo nghiên cứu thử nghiệm vũ khí sinh học và cuối cùng là một số địa điểm nổi tiếng. Trong đó đặc biệt nhất thì chúng ta phải kể đến là những hoạt động nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu Umbrella. Và điểm cuối cùng mà các bạn cần biết trong phần tổng quan thành phố này đó chính là thị trưởng Michael Warren, người đứng đầu thành phố. Và vừa rồi chỉ là một số thông tin rất tổng quan về Raccoon City mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến chi tiết hơn về đặc điểm của thành phố này. Đầu tiên hãy cùng nhau nói về mặt địa lý. Nằm giữa miền Tây Hoa Kỳ thì Raccoon là một thành phố giả tưởng xuất hiện trong loạt game kinh dị Resident Evil của hãng Capcom. Và nó có xuất hiện trong các bộ phim ăn theo game cùng tên là Resident Evil 1 và Resident Evil 2. Được thành lập bởi thị trưởng Michael Warren, người đã đắc cử vào năm 1987 và lãnh đạo tại vị trong suốt 11 năm. Warren là kỹ sư đã chịu trách nhiệm cho dự án thành lập hệ thống vận tải xe điện cáp treo và ngoài ra còn đóng góp cho hệ thống điện của thành phố. Trong chiến dịch hiện đại hóa thành phố, ông ta đã đạt được một thỏa thuận với tập đoàn Umbrella, đó là họ tài trợ cho các dự án của ông, bao gồm những công trình phục vụ công cộng, tạo việc làm, phúc lợi xã hội và giúp thực thi cả những luật lệ ông đặt ra. Chiến dịch này được biết đến với tên gọi là dự án Thắp sáng thế kỷ 21 với Raccoon City do tập đoàn Umbrella công khai tài trợ. Cư dân của thành phố đạt trên 100.000 người, điều này đã được đề cập đến ở trong đoạn cuối của Resident Evil 3. Và thành phố sẽ được chia làm khu vực thành các quận bao gồm Uptown và Downtown và các khu vực chăm sóc sức khỏe hiện đại nằm quanh thành phố. Trong đó, cốt lõi của Umbrella nằm ở hướng đông bắc ngoại ô thành phố, nơi mà họ nghiên cứu và thử nghiệm các loại vũ khí sinh học bao gồm cả Licker và T-Virus. Đó là những thông tin về mặt địa lý, còn về phần kinh tế của thành phố này thì sao? Về cơ bản thì do được mệnh danh là quê nhà của Umbrella, thế nên rõ ràng nền kinh tế của nó sẽ có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn này. Thêm vào đó thì với vị trí địa lý gần với dãy Arklay, nền kinh tế của Raccoon là sự pha trộn giữa công nghiệp và dịch vụ du lịch. Đầu tiên về công nghiệp thì chúng ta phải nói đến hoạt động của một nhà máy hóa chất của Umbrella ở phía đông của sông Circular với quy mô nhân công lên tới hàng trăm người. Và ngoài ra nếu xét cả những công ty con của tập đoàn này thì tính tổng Umbrella sử dụng nhân công chiếm lên tới 40% lực lượng lao động của toàn thành phố Raccoon. Với danh tiếng như vậy thì Umbrella cực kỳ nổi tiếng ở dãy Arklay. Tập đoàn này đã đầu tư rất nhiều việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố. Đơn cử như viện đa khoa Raccoon là một phần trong dự án mang tên Thắp sáng thế kỷ 21 với Raccoon City mà chúng ta đã nói ở bên trên. Một trong số ít những khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Umbrella đó chính là con đập Raccoon nằm ở trong hồ Victory. Con đập này cung cấp điện cho thành phố và đồng thời kiểm soát nguồn nước chính của thành phố, đó là hồ Victory. Đó là về công nghiệp, còn về khía cạnh du lịch thì một trong những địa điểm nổi tiếng nhất không thể bỏ qua khi bạn đến với Raccoon City, đó chính là tháp đồng hồ Michael nằm ở trung tâm. Đây được coi là điểm nhấn chính cho vẻ đẹp của thành phố này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ không thể không kể đến sân vận động Warren, nơi có đội bóng đá với cái tên cực kỳ thú vị, những con cá mập Raccoon. Và nếu bạn là người yêu động vật thì sở thú Raccoon chính là nơi bạn cần quan tâm. Nó được mở cửa từ năm 1970 nhưng cho tới điểm năm 1990 thì nó vẫn là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố này và thu hút được lượng lớn khách du lịch. Tuy nhiên, sở thú này đã dính phải một vụ lùm xùm khi mà chủ tịch của nó bị buộc tội mua bán bất hợp pháp loài hoa lan tại đây. Hòa mình hơn một chút với thiên nhiên, chúng ta sẽ có khu rừng Raccoon và dãy núi Arklay nổi tiếng với những người đi bộ đường dài. Tóm lại thì có thể nói, Raccoon mang cho mình đầy đủ những yếu tố trở thành một thành phố lớn cả về du lịch và về công nghiệp. Vậy thì thứ mà kết hợp hai yếu tố này chính là hệ thống giao thông tại nơi đây. Một trạm xe điện được xây dựng vào những năm 1960 tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối thành phố và khu vực núi Stone Valley. Không chỉ vậy,
thành phố này còn sở hữu hệ thống đường sắt dưới lòng đất mang tên Kai Bros, được khai trương vào năm 1969, giúp người dân có thể dễ dàng di chuyển trong khu vực nội thành. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ hiện đại khác có thể mô tả về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố này. Vừa rồi thì mình đã cho các bạn thấy một Raccoon thật tươi đẹp với những triển vọng về kinh tế và xã hội. Nhưng đó không phải là yếu tố chính mà mình muốn nói đến trong video này. Và bây giờ, để trả lời cho câu hỏi đặt ra trong tiêu đề video, hãy cùng đến với sự kiện thành phố Raccoon. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1998, một nhóm lính đánh thuê mang tên USS Desert hay Umbrella Secret Service, lực lượng phục vụ bí mật của Umbrella với chỉ huy Hong lừng danh, nhận lệnh từ Wesker cướp mẫu G-Virus từ vị chiến sĩ phản bội William Birkin, có ý định bán nó cho chính phủ Hoa Kỳ, đang ẩn náu tại cơ sở Umbrella Research Center. Birkin từng hoạt động trong cơ quan BOWS hay Bộ phận Nghiên cứu Vũ khí Sinh học của Umbrella. Sau khi bị trúng đạn khiến cho hắn ta bị thương nặng, do không muốn đánh mất thành quả cuộc đời vào tay Umbrella, hắn ta đã tự tiêm vào người mình mẫu G-Virus, biến hắn trở thành một con quái vật mang tên là Tyrant G và đánh bật cả đội hình lính Delta. Tuy nhiên, trong lúc giao tranh, những ống nghiệm chứa T-Virus đã vô tình bị hắn ta dẫm vỡ và virus nhanh chóng phát tán vào đường cống ngầm, sau đó lây nhiễm sang hệ thống nước thải của thành phố và rồi tiếp tục lây nhiễm hệ thống nước sinh hoạt của thành phố, khiến cho tốc độ lây lan của virus này cực kỳ nhanh. Ngoài ra, góp phần vào đó thì những con chuột vô tình tiếp xúc hay ăn những mảnh thủy tinh từ ống nghiệm chứa virus đó đã di chuyển vào trong thành phố và tấn công cư dân, khiến cho tốc độ lây lan của dịch bệnh càng ngày càng tăng nhanh. Và đây chính là khởi nguồn dẫn đến sự bùng phát của T-Virus. Và tất nhiên, thứ mà chúng ta đang muốn nói đến đó chính là sự kiện thành phố Raccoon. Khi nhận ra đã xảy ra một sự bùng phát virus nghiêm trọng, Umbrella lập tức bắt đầu cho sơ tán thành phố. Những cá nhân cương vị chức vụ cao hay những thành viên chủ quốc của tập đoàn được ưu tiên di rời bằng trực thăng. Rạng sáng ngày 25 tháng 9, các đơn vị quân đội Hoa Kỳ đã được triển khai để sơ tán thành phố và bắt đầu dựng nên những rào chắn bao quanh với mục đích là cách ly toàn bộ thành phố. Trong lúc đó, ở bên trong, các lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh của Umbrella đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát thành phố trước hàng chục ngàn người nhiễm T-Virus. Lúc này được gọi là zombie. Do nguyên nhân chủ yếu là cảnh sát không được huấn luyện để đối phó với dịch bệnh bùng phát này và lực lượng Umbrella trong thành phố phải chia quân ra quá mỏng để có thể tạo ra bất kỳ một sự đột phá nào. Tệ hơn, tại những chốt chặn kiểm dịch đã xuất hiện những người nhiễm bệnh buộc Umbrella phải nổ súng vào người dân và ép buộc họ quay trở lại. Xã hội thành phố rơi hoàn toàn vào tình trạng sụp đổ vô chính phủ khi mặt trời lặn. Lực lượng an ninh thành phố lui về cố thủ và lũ zombie đã hoàn toàn làm chủ đường phố. Đây cũng là thời điểm mà các mẫu vũ khí sinh học nghiên cứu ngầm của Umbrella như là Licker trốn thoát ra ngoài và bắt đầu đi săn những người sống sót trong thành phố. Sáng ngày 26 tháng 9, thành phố đã hoàn toàn bị cô lập và cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nguyên nhân chính của sự sụp đổ trong vánh này là lực lượng cảnh sát và thường dân đã không nhận được sự giúp đỡ của Ryan Irons, người đã ngăn không cho họ vào đồn cảnh sát tị nạn. Vào ngày 27 tháng 9, thì các viên cảnh sát còn sống đã cố đẩy lùi lũ zombie trên đường phố bằng cách mở đường máu chạy thoát, nhưng đã thất bại khi mà những rào cản cuối cùng mà họ dựng lên đã bị lũ zombie vượt qua. Sau đó, những người sống sót cuối cùng lui về tòa cảnh sát, cố gắng giữ khoảng cách với lũ zombie cho đến khi chỉ còn lại 3 viên sĩ quan sống sót: Brian Irons, viên sĩ quan phản diện trong phần chơi chiến dịch của Claire Redfield ở trong tựa game Resident Evil 2 phiên bản remake, Marvin Barnett và một người khác không rõ lai lịch mà được giả định là Leon. Khi tình hình bắt đầu vượt quá khả năng kiểm soát và che đậy, Umbrella bắt đầu thực hiện các hành động can thiệp quân sự bất hợp pháp vào thành phố. Đầu tiên, một phân đội lính trực thuộc tổ chức với tên gọi viết tắt là UBCS hay Lực lượng Phản ứng Đối phó Khủng hoảng Sinh học đã được gửi đến với nhiệm vụ tìm và giải cứu những cán bộ của tổ chức bị mất tích vào các ngày 26 và 27. Thêm vào đó là phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí sinh học của Umbrella. Không may cho họ, Umbrella đã không lường trước được tốc độ lây lan của virus, dẫn đến kết cục bi thảm của tòa lính UBCS là bị lũ zombie chén sạch chỉ sau vài giờ triển khai. Người giám sát của biệt đội này còn có một nhiệm vụ bí mật nữa là thu thập về sự hiệu quả của các loại vũ khí sinh học của Umbrella do gì hay thoát ra ngoài và tiêu hủy mọi chứng cứ về việc Umbrella có dính líu đến thảm họa. Mặc dù vậy, sau đó nhiệm vụ này đã được giả định là thất bại khi Umbrella đã mất liên lạc với toàn bộ lực lượng UBCS. Sau đó thì Umbrella tiếp tục đưa vào một toán đặc nhiệm nữa là USS Wolf Park Q Squad với hai nhiệm vụ: tiêu hủy mọi bằng chứng dính líu đến Umbrella và tiêu diệt mọi nhân chứng sống trong thành phố, bao gồm cả lực lượng quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân ở trong thành phố này. Leon cũng đã đụng độ với toán bi kịch này nhưng may mắn sống sót rời khỏi thành phố. Và vì những sự thất bại liên tiếp này, giới lãnh đạo của Umbrella đã trở nên hoảng loạn và quyết định đổ thêm xăng vào lửa, thả các vũ khí sinh học đặc biệt Tyrant, những con zombie thiết giáp khổng lồ ở trong thành phố để hủy diệt hoàn toàn nơi mà họ đã bỏ rơi đội USS.
Và một lực lượng nữa mà chúng ta sẽ không thể bỏ qua, đó chính là lực lượng chiến thuật đặc biệt và công tác giải cứu, được viết tắt với cái tên là STARS, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của thành phố còn sống sót và đang cố thủ trong đó. Số phận của họ cũng chẳng khá khẩm hơn mọi người còn lại. Họ nhanh chóng bị bầy zombie áp đảo, vỡ lẻ ra khắp nơi, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, và còn bị tấn công bởi ông kệ Nemesis, được triển khai chỉ với mục đích săn lùng các thành viên của đội này. Trong phim thì kết cục của họ còn nhảm hơn. Một tá lính của đơn vị STARS khi đang cố thủ trong một cửa tiệm đã bị Nemesis xả súng máy tơi người trong vòng chưa đầy một phút. Vậy thì khi đối mặt với một hoàn cảnh có thể nói là thảm họa như vậy, thì biện pháp cuối cùng của Umbrella là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Ngày 29 tháng 9, gần như mọi người trong thành phố đã đều bị biến thành zombie hoặc bị giết bởi chúng hay những con quái vật khác mà là vũ khí sinh học trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của Umbrella, ví dụ như Licker. Những rào chắn quân sự bên ngoài đã bị phát hiện hỏng vài chỗ, những người đi đường vô ý hoặc cố ý đã vào thành phố, còn những người sống sót là cư dân của thành phố đã nhân cơ hội này trốn khỏi thành phố. Các lực lượng quân đội Hoa Kỳ đã rút về canh gác các chốt chặn và tường cách ly bỏ mặt thành phố. Chính thức thì Raccoon City bị cô lập hoàn toàn. Và sau đó thì khoảng giữa tối ngày 30 tháng 9 và rạng sáng ngày 1 tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định hủy diệt thành phố Raccoon bằng cách thực hiện một cuộc ném bom nguyên tử, bất chấp việc các thành viên chính trị của Umbrella hoạt động trong chính phủ cố gắng thuyết phục nhóm hội đồng lập pháp để tránh trường hợp cực đoan này. Một cuộc đánh bom với mã nhiệm vụ là chiến dịch diệt khuẩn đã được thực hiện để ngăn ngừa virus bùng phát sâu rộng hơn ra bên ngoài. Đã có 3 quả tên lửa đầu đạn hạt nhân lần lượt được phóng ra từ một máy bay ném bom chiến lược, một silo chứa tên lửa mặt đất và tiếp theo là từ một máy bay phản lực. Trong Resident Evil phần 3 thì chỉ một đầu đạn nhiệt hạch đã được phóng ra từ silo tên lửa mặt đất đã hủy diệt toàn bộ thành phố. Sự xung đột điện tử đã tạo ra một chấn động mạnh ở trên toàn bộ vùng trời. Toàn bộ thành phố Raccoon đã bị thiêu trụi, ước tính lên tới 100.000 người thiệt mạng, tức là toàn bộ dân số của thành phố. Điều này đi trái với lòng tin của người dân về việc chính phủ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trên chính quốc gia của họ. Và chính hành động này của chính phủ Hoa Kỳ đã dẫn đến những sự kiện hậu thảm họa. Đầu tháng 10 năm 1998, chính phủ Mỹ và tổ chức Umbrella tiến hành rà soát kỹ lưỡng ở ngoại vi thành phố để tìm kiếm những nạn nhân của virus và cả những người còn sống sót và cả mức độ nguy hiểm của chất độc sinh học, đồng thời cũng điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với thành phố Raccoon. Cuối tháng 2 năm 2000, quá trình tìm kiếm đã kết thúc mà không tìm thấy bất kỳ người nào còn sống, nhưng một vài dấu vết liên quan đến dây chuyền sản xuất của T-Virus và Z-Virus đã được tìm thấy. Khu vực trung tâm thành phố Raccoon này hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát. 12 km xung quanh thành phố được đặt biển cảnh cáo là nơi nhiễm chất độc sinh học và là khu vực cấm tiếp cận. Chỉ có thành viên của chính phủ Mỹ và người của Umbrella mới được vào khu vực cấm này. Ở đoạn kết của phần game Resident Evil Outbreak đã cho thấy đây là chốt cách ly thành phố với thế giới bên ngoài. Về sau, Umbrella còn xây dựng hẳn một cơ sở thử nghiệm và nghiên cứu phân loại chất độc sinh học nhưng đã bị đóng cửa do phát hiện hoạt động trái phép và có liên quan đến chất độc sinh học. Ở trong Resident Evil phần 5, khi tập đoàn Umbrella sụp đổ thì chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp quản cơ sở này. Bây giờ, nó đã được điều hành bởi quân đội với nhiệm vụ chủ yếu là giám sát các khu vực và phạm vi xung quanh mà trước kia tập đoàn Umbrella lừng danh tai tiếng đã từng hoạt động trong thành phố. Và đó là toàn bộ những gì mà Blackwood cũng như mình muốn mang đến cho các bạn, cũng như muốn kể cho các bạn về sự kiện đã xảy ra tại thành phố Raccoon, nơi được coi là khởi nguồn của bệnh dịch ở trong dòng game cũng như phim Resident Evil. Nếu như các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên bấm like, share nó cũng như đăng ký kênh DioMio để cùng xem game và chơi phim với bọn mình nhé. Còn nếu như các bạn cảm thấy nó vớ vẩn thì hãy bấm nút dislike để bọn mình có thể cải thiện ở trong những video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.